Mùa sinh nhật hơn 30 năm về trước, khi mà ba mẹ tôi mới tin Chúa thì mẹ tôi là cái người qua bên nhà của mục sư Nhật để làm mướn, tạm thời gọi là như vậy, để mà giúp bán cơm, cái tiệm bán cơm. Vậy mà 30 mấy năm trôi qua, cuộc đời của mục sư trải rất là nhiều cái kinh nghiệm bước đi với Chúa, và từ một người tu trở nên một người hầu về Chúa là mục sư. Mục sư định cư ở Đức 16 năm và qua Mỹ được 2 năm. Tức là mục sư ở Mỹ này được 2 năm, hiện tại ở tiểu bang Colorado cùng cộng tác với hai hội thánh địa phương ở tại đó. Trong cái thời giờ giới hạn thì tôi xin trân trọng giới thiệu với mục sư quý vị, mục sư Nguyễn Hoài Nhật, và Chúa sẽ dùng ông để ban pháp lời Chúa cho chúng ta. Ok, vừa cái micro này mà vừa micro ở trong bụng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, tôi được lần đầu tiên đến đây được thờ phượng Chúa với hội thánh. Như mục sư Quảng Nhiệm giới thiệu, chúng tôi biết nhau cũng hơn 30 năm. Trong tình thương yêu của Chúa mà biết nhau. Sau khi tin Chúa, vào cái thời gian đó thì tôi cũng mới tin Chúa. Tôi tin Chúa sau anh Minh Chí Minh. Anh Minh Chí Minh là người tín hữu ở Thánh Tuy Ly Vương cả năm rồi thì gia đình tôi mới tin Chúa. Rồi chúng tôi làm việc với nhau. Và một thời gian ngắn thì chúng tôi xa nhau, rồi mỗi người sống mỗi nơi. Mới đó mà đã 31 năm xa nhau. Nhanh quá, quá nhanh. Thời gian đi qua quá nhanh. Trong thời gian quá nhanh đi qua đó, chúng ta sống lớn lên với bao nhiêu cái lỗi lầm và bao nhiêu cái điều đáng phải được học trong mặt Chúa, những bài học mới và những cái sai trật yếu đuối của chúng ta đi cùng với cái sự chăm dắt, dạy dỗ, sự trì, cáo trách, yêu thương, chữa lành của Chúa cùng xảy ra. Và chúng ta thấy rằng một cái cuộc đời chúng ta sống mà có Chúa đó, trải qua biết bao nhiêu cái bước gập ghềnh và đầy phước hạnh, đầy yêu thương, để chúng ta thấy rằng ngày hôm nay mình già rồi, nhưng mà trước mặt Chúa mình như một đứa trẻ vẫn tiếp tục học, vẫn tiếp tục mới mẻ. Đến nỗi mà Kinh Thánh nói một buổi mai thì lời mới luôn, thì thần tính của Ngài là lớn lắm. Rồi chúng ta thấy mỗi năm mới, mỗi ngày mới, rồi mỗi sợi tóc bạc đi nó cũng là mới, chứ không phải cùng đâu. Cảm ơn Chúa. Cái bài học mà tôi muốn chia sẻ với hội thánh hôm nay là một bài học mà tôi cũng chính bản thân tôi học bằng nước mắt, bằng những kinh nghiệm đổ vỡ, thất bại, thương đau. Và đọc lại lời Chúa khi Chúa Giêsu giảng bài giảng trên núi trong Ma-thi-ơ chương 5, trong câu 9, tôi nhắc đến một điều: phước cho những người làm cho anh em mình hòa thuận, vì người đó được gọi là con Đức Chúa Trời. Khi Chúa giảng câu Kinh Thánh này ngắn như vậy đó, nhân loại chưa hiểu, và các môn đồ nghe mà họ cũng chưa hiểu. Rồi dần dần họ hiểu. Thậm chí Chúa nói rằng con người sẽ bị mắc bớ, sẽ phó cho kẻ có tội, Ngài sẽ bị hành hạ, bị đấm đến linh thập tự giá, chịu chết. Đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Thế mà các môn đồ cũng không hiểu. Cho đến khi Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết, họ hoảng sợ, họ khiếp đảm. Mọi người đi một hướng, và đến ngày thứ ba Chúa sống lại, họ mới giật mình, họ mới thấy ồ, những cái gì Chúa đã phán cho chúng ta mà chúng ta chưa hiểu. Rồi họ mới biết được rằng Ngài là đấng đến trần gian chết để đem cái sự hòa thuận giữa con người, cả nhân loại để với Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc những câu Kinh Thánh ở trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 5 từ câu 10
18 đến hết lòng, chúng ta thấy Phaolô đã giải nghĩa cái sự làm cho con người hòa bình là một cái chức vụ thần học, một cái chức vụ mà chính Chúa Giêsu đã làm trước, và cuối cùng chúng ta được hòa cùng với Đức Chúa Trời và chúng ta nhận cái trách nhiệm lớn lao là làm cho anh em mình hòa cùng. Tôi xin đọc ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 18 đi. Cảm ơn Chúa, lời Chúa thật là rõ ràng để cho chúng ta học và chúng ta sống. Và chúng ta xét lại rằng thật ra mình không phải dễ sống với lời Chúa. Nếu chúng ta không có được ơn của Chúa thì chúng ta khó mà làm theo lời Chúa. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vậy chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ. Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà Ngài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính hay là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, cái văn hóa Việt Nam của chúng ta là một cái văn hóa đồ vật. Lịch sử chiến tranh của Việt Nam suốt mấy trăm năm, suốt mấy ngàn năm với người Hoa, rồi mấy trăm năm với cả hơn 100 năm, gần 100 năm với người Pháp, rồi mấy chục năm miền Bắc, miền Nam chia rẽ, rồi tất cả những cái văn hóa tuyên truyền chính trị, thi ca âm nhạc, tất cả hầu như là làm cho người Việt Nam chúng ta có một cái cá tính phân rẽ, có một cái character, là một cái tính ưa nghe chuyện xấu của người khác. Và khi mà một người nói xấu người khác thì mình nghe mình khoái chí lắm, còn nếu mà nói tốt đó, thì mình nghe rồi mình bỏ qua hoặc mình không ưa. Cho nên một người Việt Nam thích nghe chuyện xấu người khác, thích phân rẽ hơn là thích kết hiệp. Rất là lạ lùng, ngay cả trong gia đình, cha con, vợ chồng, mẹ con cũng dễ phân rẽ hơn là hòa hiệp. Và chúng ta là những người con dân Chúa trong hội thánh, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu trên trần gian này, Ngài đến để làm gì? Ngài đến để Ngài giải quyết cái sự phân rẽ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Từ khi Adam phạm tội, cái bản chất tội lỗi của chúng ta làm cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Và cái sự xa cách đó Đức Chúa Trời buồn, và Ngài đau đớn đến nỗi mà Ngài ban Chúa Giêsu đến để Chúa Giêsu chịu cái hậu quả đau đớn đó cho chúng ta. Và chúng ta thấy được trong lịch sử, trong Thánh Kinh, và chúng ta cảm nghiệm được sự chết của Chúa Giêsu là một cái giá trả để cho chúng ta được trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời. Những điều đó chúng ta học trong Kinh Thánh rất là rõ ràng, nhưng mà chúng ta quên rằng khi chúng ta làm hòa với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cái ơn thanh bình hòa hiệp để chúng ta giúp người khác làm hòa với Đức Chúa Trời nữa và làm hòa với nhau. Trong hội thánh chúng ta là những con người được ơn Chúa, được cứu chuộc, được bình an, được Chúa thương xót. Nhưng mà chúng ta có đem cái sự thương xót được đó đến cho nhau không? Chúng ta có thể hiện cái sự an hòa của Chúa trong chúng ta ở giữa anh em không? Nhiều khi chúng ta đến với hội thánh mà chúng ta cũng trở nên cái nguyên cớ để gây ra sự bất hòa này. Đó là vì chúng ta thiếu thốn cái ơn hòa giải trong cái đời sống đức tin của chúng ta. Có một câu chuyện nhỏ như thế này. Một cái bà mẹ có đứa con là bé Kim. Đứa con bé Kim con gái 5 tuổi. Và thấy mẹ mình cái bụng to. Kim luôn luôn được mẹ nói rằng con sẽ có em. Cái bụng mẹ lớn lên là mẹ có con.
có một đứa em sẽ sinh ra cho con. Cho nên Kim nó thích lắm. Trước khi đi ngủ, mẹ ơi, cho con để lỗ tai của mẹ nghe em nhúc nhích bên trong. Cái tình mẹ con đẹp như vậy. Nhiều khi người ta nói Kim, con lớn rồi, 55 tuổi, sắp có em rồi, không được ngủ với mẹ nữa. Con nghe lời cha chưa? Kim thui thủi khóc. Cứ trông chờ mình có em. Cho dù ba mình la như vậy, nhưng mà Kim vẫn thích nằm bên mẹ. Ok. Đến một ngày kia đi học về, ba ra đón Kim. Kim nói ba, sao hôm nay mẹ không đi đón con mà ba đi đâu? Ba trả lời, hôm nay mẹ đi bệnh viện xin em mẹ. Ồ, Kim hồi hộp quá. Thế là Kim mừng lắm. Về nhà không có mẹ, buồn, nhưng mà mừng trong đời. Suốt một đêm không ngủ được. Qua đêm thứ hai cũng khó ngủ, trằn trọc. Trong mẹ về, ba cho con vô trong bệnh viện thăm mẹ. Ba bận lắm, con cứ đi học, ba đón con về thôi, rồi ít ngày mẹ sẽ về, đem em bé về. Mỗi buổi chiều đi học, ở nhà trẻ về, Kim cứ ngồi nhìn nó ngồi cửa. Trong có ai mở cửa một cái là chạy ra, tưởng là mẹ về. Và buổi chiều hôm đó thì đúng, mẹ về. Và Kim từ trong nhà phóng ra, thấy mẹ từ trên xích lô đi xuống, chồng chồng ẵm một cái gì trong tay mà cuốn bằng khăn trắng. Kim ngồi hộp, mà biết chắc là em bé rồi, chạy ra cũng vồ lên anh. Thì mẹ nói, không được, con phải cần ngẩn đây là em bé, con chưa được rờ. Kim giật mình, bắt đầu sốc. Tưởng là mình chờ đợi em về, bây giờ mình mới tới, mình để tay mình mẹ la ngay. Rồi Kim lén đứng sau lưng mẹ, chờ mẹ đi vô nhà đem đồ vô. Mẹ bỏ em bé xuống ở giường, Kim chạy tới nhìn một cái khều khăn, không được, con được rờ em còn nhỏ. Kim chờ giới. Đến tối mẹ với em bé nằm trong phòng, Kim muốn vào nằm một bên, không được, bữa nay con lớn rồi, con phải ngủ riêng. Kim thì càng chờ giới. Suốt mấy đêm trong chờ mẹ đem em bé về, bây giờ mẹ đem em bé về, Kim không được rờ em bé mà cũng được ngủ với mẹ. Bé Kim bắt đầu từ cái chỗ trong mong cho đến đau khổ, xa lìa, cảm thấy cô độc, nó bị sốc mà nó không biết, và nó quằn thắt như vậy. Sáng hôm sau ba trở tới nhà trẻ, nó ngồi lúc lớp, nó ngủ gục, nó mệt mỏi. Hai ba ngày như vậy cô giáo phải về tiếp xúc gia đình, không hiểu sao Kim bây giờ nó thay đổi nhanh quá. Đáng lẽ nó có em nó vui lên chứ, nó vô trong lớp nó cãi lộn, nó không học thuộc bài, có khi nó ngủ gục. Rồi về nhà người cha mới khám phá ra Kim bây giờ hư lắm, bằng đêm ngủ còn đầy dầm nữa. Ồ, cả cha và mẹ đều không thấy rằng một sự bất hòa rất lớn mà mình vô tình để xảy ra cho con mình. Kim nó khóc một mình và nó suy nghĩ, không biết có phải mẹ đẻ mình ra không. Bây giờ mẹ đẻ cho em bé, mẹ không thương mình được, chắc có lẽ mẹ không đẻ mình ra. Ngày hôm sau nó hỏi mẹ, mẹ đẻ em bé, mẹ có đẻ con? Mà mẹ nói, mày hỏi lồn xồn, tao lừa mày đúng thùng rác đó. Giật mình, chối giới. Thế là Kim bị sang chấn tâm lý. Mà cha mẹ không biết, tưởng rằng những cái câu trả lời của mình như vậy là không nhằm gì với con trẻ, nhưng mà nó là một cái nỗi đau rất lớn cho nó. Và từ đó nó đã dầm càng ngày càng nhiều, đi học không được nữa, và nó không bình thường. Quý vị thấy một cái nỗi đau rất lớn mà nó có thể ảnh hưởng đến cả một cuộc đời đứa nhỏ chỉ vì cái sự vô tình của cha mẹ. Chứ đáng ra đó thì người mẹ nhắc dần cho Kim là con phải rờ em này, con phải nắm tay em này, con thấy tay của em nó mềm vậy này, con phải biết cầm nhẹ nhẹ này, con không, con chưa có đủ lớn để ẵm em đâu, nhưng mà con phải gần em để con thể giúp những cái đó. Rồi nếu mà đứa con nó thấy mình không được chăm sóc được thì mình khen, mà bây giờ con lớn rồi, con trưởng thành, con phải ngủ riêng để lo cho em, vì hồi xưa mẹ cũng lo cho con như vậy. Người mẹ không để ý cái đó ở trong đứa con. Rồi đứa con nó hỏi, có phải mẹ đẻ con ra như em không? Thì nó tao lừa mình không ra.
một cách vô tình, nhưng mà gây đau đớn cho đứa con. Và cái sự sốc đó nó ảnh hưởng suốt cuộc đời, không phải dễ mà chữa lành đâu, khó khăn lắm. Thưa hội thánh, trong những cái đứa trẻ mà nó hiểu sai vì chúng ta sơ ý đó, gây cho nó những vết thương lớn như vậy, nếu chúng ta biết thì chúng ta chuẩn bị từ nhỏ cho con, cho cái và cho bản thân mình. Ngay cả trong hội thánh, nhiều khi người này hiểu lầm người kia, rồi đi nói cho người khác, rồi người khác lắng nghe và tin theo. Chúng ta quên rằng Kinh Thánh dạy mau nghe, chậm nói và chậm dừng. Có những người hiểu lầm một cách dễ dàng lắm, và đem cái sự hiểu lầm đến làm cho hội thánh có những vết thương. Và có nhiều người không thấy mình hiểu lầm mà cứ thấy mình hiểu đúng, vì ông đó đã nói như vậy là mình tin. Có một lần chính bản thân tôi đó, mà gặp một người trong hội thánh vô vàng bắt tay tôi. Khi tôi nắm tay ông thì tôi thấy tôi nắm còn ngón tay. Mà hồi trước đó, khi tôi ở trong chùa đó, và khi tôi còn trẻ đó, cái cách mà người ta gọi là chơi xỏ là chọc tức nhau đó, những người bạn chọc tức nhau khi đưa bắt tay đó, đưa bắt một món đó, đó là một lối khiêu khích. Mà cái văn hóa Việt Nam chúng tôi, người Huế, người Quảng Trị và đi ra miền Bắc, thường nó thường xảy ra miền Nam, tôi không biết có không. Thế khi tôi ở Đức, một người anh em trong chúa mà bắt tay tôi đưa một tay như vậy, tôi không bực. Tôi giận, tôi nghĩ ông này có thể có một cái gì xung khắc với mình, tôi khó chịu và tôi giận. Nhưng mà vì mình có học lời Chúa và mình nghĩ rằng nếu ông có làm cho mình như vậy là mình cũng để ý lại cái người này có một cái gì với mình để mình làm hòa với họ, có lẽ mình có lỗi với họ chắc. Sau cái buổi nhóm hồi linh, hồi thánh ở lại buổi tối, ngủ dậy ăn sáng, ngày hôm sau tôi tới bắt tay anh kia và tôi để ý anh đưa tay ra té ra cái bàn tay anh làm ở trong hàng xưởng bị máy nó cắt đứt hết ba cái ngón, từ cái ngón giữa ngón mang nhận của ngón út cắt anh chỉ còn hai ngón thôi. Và anh đưa bàn tay tôi, tôi cũng cầm một ngón như vậy, tôi ăn nè chú ơi, anh em con như vậy đúng không, con không nghĩ thế, cả đêm con cứ suy nghĩ con giận. Chúng ta rất dễ hiểu lầm, rất dễ hiểu lầm, rất dễ bị tổn thương, cho nên chúng ta không làm hòa giữa mình, giữa bản thân mình với anh em mình được, thì làm sao chúng ta có thể giúp được người khác làm hòa? Mà giúp cho người khác làm hòa là điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời gọi chúng ta là con của Ngài. Bây giờ chúng ta làm con của Ngài rồi, Ngài dạy đàn phước cho những người làm cho anh em mình hòa cùng, vì người đó được gọi là con Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta được gọi là con Đức Chúa Trời rồi, mà nhiều khi chúng ta quên làm cho anh em mình hòa thuận, và chúng ta làm cho anh em mình xích mích dễ hơn. Có hai vợ chồng nó xích mích, bà vợ bà giận ông chồng, mà bà giận công khai trước hội thánh. Khi mà hội thánh nhóm xong xếp hàng để lấy thức ăn thông công, ông chồng thấy bà vợ đứng đó, ông tới một bên đứng bên cạnh bà bỏ đi chỗ khác. Bà giận chồng đến mức như vậy. Ông chồng im lặng. Rồi mà thấy bà vợ ra ngồi một góc kia, không trong hàng nữa. Là vì mình đang đứng trong hàng, bây giờ ông đỡ tới đứng trong lưng. Thế là hồi tháng nhìn như vậy, ông chồng này có nhìn sai đó, bà vợ mình cứ giữ như vậy. Rồi đến khi ông chồng xong hàng, ông chồng bưng hai dĩa, một dĩa đưa tới rồi cho bà vợ, một dĩa cho ông đó. Thì bà vợ ngồi bàn, ông đưa cái dĩa thức ăn mà đứng dậy và đi ngay. Thì một số người trong hội thánh im lặng, nhưng một số người nghĩ ông chồng này có một cái gì sai nhiều lắm, bà vợ mới đối chuyện. Thế thì có một người trong hội thánh mời bà về nhà mình để khai thác và hỏi hết tất cả, thì bà vợ mà nói toàn là chuyện nhà ông chồng. Và cái người này loáng trong hội thánh, ông chồng tệ như vậy thành ra bà vợ đối chuyện như vậy là đúng không? Cho nên có một người khác cũng nhân sự hội thánh, khi mà thấy bà vợ này cứ tránh ông chồng như vậy, thì ông biểu như thế này: này anh phải quỳ xuống trước vợ anh để anh năn nỉ, chứ anh không thể để cho bà giận ở ngoài như vậy. Và khi ông chồng
ông bị tổn thương nặng, ông không biết nói làm sao. Người ta không hiểu được cái chuyện của mình, người ta chỉ thấy như vậy thôi. Và còn người thêm, đây là nước Mỹ, anh mới qua Mỹ, anh chưa hiểu, anh phải quy xuống để năn nỉ bạn. Cái ông ta bắt đầu chửi rồi. Ông ta nói rằng, dạ thưa anh có được giáo dục để giúp cho người khác hiểu vấn đề khó khăn của ta hay không? Thì ông kia nổi nóng lên, ông dám nói tôi mất dạy. Thế là giận nhau, quăng quăng. Từ nay rồi đi, tôi không coi ông là người anh em của tôi. Nên giảng vậy, quý vị thấy, rất sức giảng. Chỉ vậy mà giận nhau không? Không có giúp nhau được gì cả. Chứ đúng ra người ta thấy là một người vợ đối với chồng như vậy, có thể người chồng có gì sai, có thể người vợ có gì sai. Chứ dù gì đi nữa, trước hội thánh mà người vợ đối với chồng như vậy thì đó là một hành động không đúng. Còn cái hành động của chồng mà không đúng khá đó, mình không biết cái nguyên nhân thì mình phải tìm hiểu, mình phải lắng nghe. Nếu là một người con hay chú có thể thấy được cái tình trạng như vậy, mời cái người vợ gặp riêng mình, và không phải riêng mình mà có thêm một số người nữa để hỏi, à chị đối xử với anh như vậy, chị có thấy là chị sai không? Nếu chị thấy mình đối xử với chồng như vậy là sai, thì chắc chắn chị cũng thấy được chồng mình đã đối xử với mình như thế nào là sai. Chị nói cho chúng tôi nghe để chúng tôi cầu nguyện, chúng ta lắng nghe hết những gì của người, của cái người đàn bà nó nói, để cho họ nói hết mọi thứ. Nhưng mà lòng chúng ta đừng có tin rằng khi một người giận mà nói vu khống hay là nói ác với người khác là đúng. Đừng bao giờ. Ngay cả hai vợ chồng thương yêu nhau, để khi họ giận nhau, họ tố cáo nhau, họ vẫn sai, chứ không ai đúng hết. Vì sao họ sai? Là vì họ bị tổn thương, do đó họ không bao giờ nói đúng hết á. Cái người đúng nhất á, mà khi nói thì chuyện xấu người khác cũng là sai. Chúng ta phải thấy Kinh Thánh á, Cain và Abel. Cain giết Abel chết. Cả một cái quá trình như vậy, đánh xuống mà đối xử như vậy, chúng ta thấy Kinh Thánh nói rất ngắn cái đoạn này, nhưng mà chúng ta thấy Abel im lặng cho đến chết. Đến nỗi mà mẫu của Abel còn nói được cái oán ức của mình lên Đức Chúa Trời và Ngài nghe. Nếu mà Abel chọc giận lại Cain và đánh lộn cho đến chết, chắc chắn là mẫu Abel không được có một sứ điệp nào đến nỗi mà Chúa nghe đâu. Chúa biết hết, nhưng mà Chúa cần nghe, vì những cái kẻ này nó gây gổ với nhau. Nhưng mà Abel nhìn dùng cho đến chết, đến nỗi mẫu Abel đến tay của Trời. Cho nên chúng ta khi bị anh em hiểu lầm, nói xấu, chúng ta phải sống thế nào để mà thưa với Chúa, để Chúa giải quyết, Đức Thánh Linh giải quyết. Đừng có sợ cái người đó, họ nói xấu mình như vậy là mình mất uy tín, không nhằm cho gì đâu. Đức Thánh Linh sẽ làm cho nhiều người khác hiểu được và cảm thông mình, để mình được hòa thuận. Cái sự hòa thuận giữa anh em trong Chúa đó, trong hội thánh, nó quan trọng lắm. Và hòa thuận giữa vợ chồng con cái trong gia đình, nó quan trọng lắm. Và từ đó mà có cái sự hòa thuận, hạnh phúc giữa mình với chỗ cơ sở mình làm. Khi mình bực bội trong hội thánh, mình bực bội trong gia đình, thì mình tới sợ làm việc, cái nét mặt mình chẳng có hân hoan gì cả, nguy hiểm lắm. Thưa hội thánh, có câu chuyện thế này. Cái chị đó, chị Liên, chị làm cô giáo nhà trẻ. Chồng chị là anh Hoàng, là một người làm thợ hồ, chuyên nhậu nhẹt, cuối tuần là kéo bạn về nhậu, làm đủ thứ đồ ăn nhậu. Có một cái tuần lễ nọ, đem bạn về nhậu say quá rồi và hết đồ nhậu rồi, anh chồng kêu Liên đem cầm chiếc xe đạp của bà đi, bà mà mua đồ nhậu về cho tôi, bạn bè đang nhậu ra. Bà Liên là không được anh ạ, em chỉ có chiếc xe này và ngày mai là em đi dạy học, thành ra anh nhậu hết rồi thôi, cho bạn bè về đi. Ông tức quá chụp cái đầu tóc bà Liên, mày không nghe lời tao, mày là vợ cứng đầu có nghe không? Bà Liên mà giận quá vì ông ấy nhậu nhiều lần quá rồi, ông đánh vợ nhiều lần quá rồi, bây giờ cái chiếc xe đạp là cái tài sản quý báu để mình đi làm để kiếm lương nuôi gia đình, không kêu đây là bà giận quá, phải xô người ta, ông say quá mà ông tẻ với ông ở ngay nhà bếp. Bà thấy chồng mình để mà sợ quá, phải dọt chạy luôn, vì không chạy thì ông sẽ đánh chết.
không chụp được cái đầu tóc, không bao giờ tôi uống ra. Anh chạy, chạy suốt đêm tìm một chỗ người bạn để ngủ. Gặp cái người bạn mà cùng về học đó là gia đình con cái chú. Gia đình con cái chú cứ để chị Liên ở lại, ngày mai là chị Liên về, không dám về. Bây giờ không biết ở nhà chị sẽ đạo có còn không, về chắc anh đánh chết. Qua đêm thứ hai, gia đình mới nghĩ được cách giúp cho chị Liên biết chú Giê-xu. Chị Liên xin Chúa đi, rồi can đảm mà về. Chị Liên thì cầu nguyện, rồi gia đình mới chia sẻ rằng chú Giê-xu đã chết cho mình để đền tội chị. Chú Giê-xu yêu chồng chị, anh Hoàng, giống như chị vậy đó. Khi chị tin Chúa thì chị có một cái sức mới để chị can đảm nhìn được mà thắng được cái sai lầm của anh Hoàng. Chị tin vậy. Vào ngày thứ ba là chị về. Chị vừa bước vô trước cửa là anh Hoàng từ trong nhà nhảy ra chụp cái đầu nhìn. Mày đi đâu theo tay suốt mấy ngày nay? Chị liên chị quỳ xuống anh Hoàng nữa. Mấy ngày nay em sợ anh đánh, em phải trốn. Bây giờ em phải về. Nếu anh đánh em chết, em cũng để cho anh đánh. Vì em tin Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu đã chết cho tội lỗi của em. Em không giận anh, em vẫn yêu anh. Em yêu anh Hoàng à. Em mới về đây. Ông Hoàng chết anh. Bà vợ của mình bình thường là mình chụp cái đầu vào và đánh nó là bà la mà, bà chửi lại. Mà bây giờ bà nói Chúa Giê-xu yêu và bà yêu mình. Ông không hoảng. Nó là cái vũ khí gì kỳ lạ quá. Ông buông tay, không dám cầm đầu tóc. Ông nhìn, có thể không? À, anh Hoàng ơi, em yêu anh, em mới về. Ông Hoàng, từ một người nóng giận muốn đánh vợ mình, mà bây giờ cảm thấy bùi ngùi. Ông phải đợi vợ. Hai vợ chồng nhìn nhau ở nhà, ôm nhau khóc. Và suốt cái tuần lễ đó, họ tha thứ cho nhau rồi. Và bà vợ mới tin Chúa hai đêm thôi mà bây giờ dẫn chồng đến nhà thờ. Cái kết quả của cái người tin Chúa mà hòa giải và chịu cái đau đớn trong mình để thương yêu tha thứ của mình, cái kết quả nó lớn đến mức nào? Mà cái đó từ đâu ra? Từ một gia đình có Chúa. Họ chỉ nói với chị Liên bây giờ chị tin Chúa rồi chị cầu cho chồng chị. Chứ họ không hề, họ không hề nói chồng chị xấu như mày thì chị phải bỏ anh. Không, đơn giản vậy thôi. Đức Thánh Linh làm việc. Chuyện xảy ra ở hội thánh gia đình năm 1996. Thưa hội thánh, chúng ta thấy rằng khi Chúa Giê-xu chết cho chúng ta để hòa giải chúng ta, thì chúng ta nhận được cái gì? Chúng ta nhận được cái sự bình an, chịu đựng nhịn để bông ra thánh linh sống ở trong chúng ta, và chúng ta được chữa lành những cái vết thương mà cái cuộc đời này đem đến với chúng ta, là chính chúng ta tạo cho mình, và từ đó chúng ta được kết quả. Để chúng ta sống hội thánh, khi mà có một người hiểu lầm mình, một người làm cho mình bất hòa, mình cứ im lặng, mình thương, vì Chúa là đấng chịu tất cả mọi tổn thương. Trong sách Ê-sai nói rằng Đức Chúa Trời đã đem tất cả tội lỗi chúng ta đặt lên Chúa Giê-xu để Chúa Giê-xu chịu tội chúng ta. Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giê-xu tổn thương vì chúng ta, và Đức Chúa Trời để làm vừa lòng. Cho nên chúng ta hãy mặc lấy cái tổn thương của anh em mình trong một thằng để chúng ta đem đến cái sự hòa giải. Cái sự hòa giải là cả một cái kỹ thuật phải học, nhưng mà nếu chúng ta học trong Đức Thánh Linh giống như chị Liên đó, bằng cách kính sợ Chúa, yêu thương Chúa và biết Chúa yêu chúng ta, thì chúng ta sẽ có kết quả trong hội thánh. Và tôi chúc rất là lớn. Tôi vì thời gian ngắn tôi chia sẻ của nó, một cơ hội nào nữa tôi sẽ chia sẻ lại cái điều này về cái kỹ thuật hòa giải mà tôi học được ở trong trường Thần học của Đức. Cảm ơn Chúa và cảm ơn hội thánh. Đầu năm xin cho chúng ta bắt đầu học bài học hòa giải từ Đức Chúa Giê-xu để được ơn làm cho anh em mình hòa thuận, làm cho hội thánh hiệp một, làm cho những người có lỗi sai trật nhất trong hội thánh cùng vẫn được nhóm lại thờ phượng chung với chúng ta. Cảm ơn Chúa, con danh Jesus Christ, amen.